Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược tự nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tác hại của xà đen, những ai không nên uống xà đen và nên kiêng gì. Tác hại của cây xà đen. Tác hại của xà đen được nghiên cứu và chứng minh là không có. Cây xà đen là một loại thảo dược lành tính, tuy nhiên nó vẫn có tác dụng phụ nếu người bệnh không biết dùng đúng cách. Tác dụng phụ của cây xà đen gồm nhiều loại từ nặng đến nhẹ. Uống cây xà đen có thể gây đau bụng đi ngoài. Việc sử dụng cây xà đen rất tốt cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra, loại cây này còn giúp mát gan và giải độc hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người khi mới sử dụng có thể xảy ra tình trạng đi ngoài, đau bụng, phân lỏng. Sở dĩ như vậy do nhiều người có hệ tiêu hóa kém, sử dụng cây xà đen dễ bị đi ngoài, mất nước khi cơ thể người bệnh chưa quen với các dược chất. Theo các bác sĩ chuyên khoa thì bạn nên tạm dừng uống xà đen nếu xảy ra tình trạng này. Khi đó bạn nên bổ sung nước cho cơ thể để bù đắp lại lượng nước thất thoát ra bên ngoài. Bụng cồn cao là tác dụng phụ của cây xà đen. Một trong những tác dụng phụ của cây xà đen đó là bụng khó chịu, cồn cao. Hiện tượng này rất dễ gặp phải và thường mất đi sau một vài lần sử dụng. Sở dĩ như vậy là do cơ thể của người sử dụng chưa quen với một số chất có trong loại cây này. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm và không phải lo lắng khi thấy tác dụng phụ này. Tác dụng phụ của cây xà đen làm tăng cơn đau cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ chuyên khoa, với những bệnh nhân mắc các bệnh có khối u thì dễ gặp tác dụng phụ này. Việc này khiến người bệnh trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn. Lời khuyên dành cho bạn đó là nên tạm dừng sử dụng xà đen, sau đó nên giảm liều lượng của nước uống xuống bằng cách nấu nước loãng hơn để sử dụng. Tình trạng này sẽ giảm dần khi người bệnh dùng thường xuyên. Nếu gặp phải tình trạng này, bạn cũng không nên lo lắng quá mà nên tạm dừng sử dụng thuốc, sau một vài ngày tình trạng đó sẽ nhanh chóng biến mất. Cách dùng cây xà đen tránh tác dụng phụ. Để tránh tác hại của cây xà đen, người dùng nên lưu ý tuân theo những quy định khi sử dụng thuốc. Đối tượng nên sử dụng cây xà đen. Cây xà đen có nhiều tác dụng chữa bệnh, vì thế đối tượng nên dùng cây xà đen cũng rất phong phú và đa dạng. Bệnh nhân ung thư phổi, ung thư gan, ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư thực quản, v.v. Bệnh nhân mắc các khối u lành tính, các loại bướu, bệnh nhân huyết áp cao hoặc những người có men gan cao, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan B và các bệnh về gan. Người bị huyết áp cao, người bình thường muốn bồi bổ cho cơ thể. Cách dùng cây xà đen tránh tác dụng phụ. Không có tác hại của cây xà đen, tuy nhiên cách sát nước phải đúng mới tránh cho người bệnh nguy cơ bị tác dụng phụ. Liều lượng và cách dùng cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của thuốc. Cách sát nước lá xà đen. Cách sát nước lá xà đen vô cùng đơn giản. Lá xà đen 25g, thân xà đen 50g, lượng nước sử dụng 1,5 lít nước, đun sôi nhỏ lửa trong thời gian 15 phút hoặc hãm như trà tươi trong thời gian 30 phút. Chát nước uống hàng ngày nên dùng nóng sẽ thơm ngon hơn. Uống cây xà đen nên kiêng gì? Để tránh những trường hợp xấu, bạn cần phải nắm chắc những đồ ăn thức uống phải kiêng khi sử dụng cây thuốc. Tùy theo chỉ định của các bác sĩ mà kiêng với từng loại thực phẩm khác nhau, bạn nên chú ý và tuân thủ theo chỉ dẫn được đưa ra bởi các lang y và bác sĩ có kinh nghiệm. Vì xà đen là thuốc đông y, vị thuốc mang tính hàn, bởi vậy bạn cần tuyệt đối kiêng không nên ăn rau muống và đậu xanh. Rau muống sẽ làm gây giả thuốc, làm mất tác dụng của thuốc. Ngoài ra, các chất kích thích người uống xà đen cũng cần phải tránh xa. Những chất có trong chúng khi tác dụng với các hoạt chất bên trong xà đen tạo kết tủa, từ đó làm giảm tác dụng của cây xà đen đối với người bệnh. Bạn có thể pha loãng cho dễ uống. Do xà đen vốn có vị đắng chát nên thời gian đầu mới sử dụng có thể thấy rất khó uống. Người dùng có thể pha loãng với nước lọc thông thường để giảm vị đắng của xà đen đi. Tuy nhiên, sau một thời gian đã dùng quen thì nên uống nước xà đen nguyên chất. Lưu ý, trong trường hợp bệnh nặng thì chỉ dùng xà đen thôi sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Xà đen chỉ dùng như một phương pháp hỗ trợ trị bệnh chứ không thay thế hoàn toàn. Do đó, người bệnh cũng không nên bỏ qua các liệu trình điều trị mà bác sĩ đã đưa ra, tránh việc bệnh tình nghiêm trọng hơn. Để mua cây xà đen, các bạn có thể liên hệ đến công ty Thảo Dược Nguyễn Trân tại số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906 852 188. Cuối cùng, các bạn có thể để lại câu hỏi thắc mắc kèm theo số điện thoại bên dưới video này, chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906 852 188.